EU đã áp đặt trừng phạt mạnh nhất, sâu nhất từ trước đến nay tới Nga. Quyết định trừng phạt của EU được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày, một số quốc gia như là Mỹ hay Canada cũng thông báo áp đặt trừng phạt mới nhằm vào Nga trong bối cảnh tròn một năm xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine. Liên minh châu Âu-EU đã thông qua gói trừng phạt mới đối với Nga. Đây là vòng trừng phạt thứ 10 mà khối này áp đặt đối với Moscow đúng vào dịp tròn một năm xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine. Vòng trừng phạt mới bao gồm việc siết chặt các hạn chế xuất khẩu liên quan đến các loại hàng hóa có thể sử dụng vào mục đích dân sự và quân sự, cũng như các biện pháp nhằm vào một số thực thể. Các biện pháp mới cũng tiếp tục loại bỏ một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu và giảm hơn 10 tỷ euro thương mại giữa EU và Nga. Ngày 24 tháng 2, Mỹ đã công bố gói biện pháp trừng phạt sâu rộng để gây thiệt hại kinh tế cho Nga, đồng thời tăng cường nỗ lực ngăn chặn Nga né tránh những hạn chế hiện hành. Gói trừng phạt mới sẽ nhắm vào các ngành, ngân hàng, khai thác mỏ và công nghiệp quốc phòng, với hơn 200 cá nhân và tổ chức, bao gồm cả của Nga và nước thứ ba, trên khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông vốn đang ủng hộ Nga. Canada đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Nga và gửi thêm 4 xe tăng chiến đấu Leopard 2 tới Ukraine. Chúng tôi công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 129 cá nhân và 63 tổ chức, bao gồm Phó Thủ tướng Nga, các bộ trưởng, các thành viên khác của Văn phòng Tổng thống Nga, các thành viên của quân đội Nga và những người liên quan đến việc sản xuất pháo và vũ khí được sử dụng ở Ukraine. Chúng tôi cũng cấm một số hóa chất được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử xuất khẩu sang Nga. Canada cũng sẽ cung cấp một xe phục hồi bọc thép và hơn 5.000 viên đạn để giúp Ukraine phòng thủ trước Nga. Washington tuyên bố sẽ cung cấp thêm 2 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Kiev khi nước này chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào mùa xuân. Viện trợ quân sự bổ sung không bao gồm máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine đã yêu cầu, nhưng bao gồm thêm đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS và một số loại máy bay không người lái. Thiết bị cộng với đào tạo, bao gồm các hoạt động bảo trì và duy trì, mang lại cho người Ukraine khả năng họ cần không chỉ để phòng thủ, mà còn tiến hành tấn công theo lịch trình của họ nhằm thay đổi cục diện trên chiến trường. Tây Ban Nha cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ Ukraine không do dự cho đến khi nào còn cần thiết. Hôm 23 tháng 2, Tổng thống Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết chính phủ của ông sẽ gửi tới 10 xe tăng Leopard để hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Chúng tôi sẽ gửi 6 chiếc Leopard A4. Ý định của chúng tôi là xem trong những tuần và tháng tiếp theo liệu chúng tôi có thể mở rộng con số đó lên 10 hay không, tăng từ 6 lên 10, và rõ ràng là để huấn luyện binh lính Ukraine sử dụng những chiếc xe tăng Leopard đó. Nổ ra cách đây hơn một năm, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu với những tác động tiêu cực không chỉ tới Nga, Ukraine mà toàn thế giới. Một năm trôi qua, không bên nào đạt được những bước đột phá lớn có thể làm thay đổi cục diện xung đột hoặc bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán.